Rồi, tôi có Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh cầu của em nha quý anh em. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả quý anh em một số cây cần anh em à. Đây có phía có carbon có nha, cần tay có, ISO khoan nhỏ có. Nói chung giá rất là tốt cho anh em luôn. Anh em là mua được alo trực tiếp cho nên số điện thoại 0567 566 766 hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha anh em. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Phí cước là cứ 30.000 một đơn toàn quốc nha anh em. Còn anh em mua hai cây cần trong một đơn thì em sẽ free ship cho anh em. Còn mua một cây cần là phí cước 30.000 nha anh em. Đó, rồi giới thiệu anh em cây cần đầu tiên. Đâu cây cần hai khúc anh em mà hai khúc chất liệu của nó là phíp pha carbon nha. Tỷ lệ carbon của chất liệu cây này thì nó tầm khoảng 40-50% carbon thôi. Nó không phải là carbon nguyên chất, nó là pha anh em mà. Nên cái lớp cái chất phôi của nó rất là đen. Nó đen không có đen bóng anh em, nó đen ngà thôi. Đó, khoan Fuji, bát Fuji. Bát nó là bát nhôm inox anh em. Cây này hãng Shimano dài 2m4. Đó, khoan cầu biển. Độ cứng cây này tương đương độ cứng cỡ 200 anh em, cần rất là cứng nha. Cành dành cho anh em câu biển, câu sông, câu hồ, câu cá cha, bông lau, câu vô tư nè. Nói chung cây này đánh cứng anh em, cứng lắm. Tải cá tầm khoảng 20 kg rồi vô tư nha. Cây này mã cho anh em là 498. Nặng 527 g, ngọn 5 ly 7, góc 21. 498 giá 550 nè, 498 này bán cho anh em 550 nha, 550.000. Tới 499 là cây cần súp anh em, súp khoan gặp nha. Đây. Khoan Fuji, bát Fuji, chất liệu cần nó là carbon. Cây này hoàn hình xấu nè, cây này thông số rồi nó mờ anh em ơi. Độ cứng cây này nó ghi là 34m2. Nó có ghi đây mà hơi mờ mờ nè, số 34m2 nha. Ngoại hình nói chung chạy nhiều anh em à. Chất lượng cần của nó là carbon nha. Chất lượng cần là carbon. Nói chung cây này còn đẹp khoảng 70% thôi. Nó lóng trong rất là đẹp nhưng cái gốc của nó hơi xấu. 499 nha anh em. Nặng 354 g, ngọn 2 ly 7, góc 23,8. 499 giá 400.000. 499 này bán cho anh em 400.000. Rồi tới mã số 500 lại cần rút ống lỡ nè. Cây này độ cứng 20-24. Lông lỡ không coi nó rút rồi nha anh em. Cây này dài 72 cm nha. Thêm cái nắp nữa là khoảng 75 cm. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần của nó là carbon. Cây này là Daiwa Shockwave anh em. Made in Việt Nam nha. Có tem xuất Nhật nè. Hàng Việt Nam xuất Nhật anh em ơi. Cần là rất là đẹp. Mới. Cây này dành cho anh em câu câu sông, câu hồ, câu răng xê. Đó, ok, câu lua cũng được nha. Cây này câu lua cũng được, lua ngon luôn. Rồi cây này mã cho anh em là 500. Nặng 183 g, ngọn 2 ly rưỡi, góc 21,6. Mã số 500 này bán cho anh em 500.000 luôn. Mã 500 này bán cho anh em 500.000 nha. Cái mã 501 anh em, cây này ISO khoan nhỏ. Cây này độ cứng 36, dài của nó là 36 nha. Đầu kính số 3 thôi. Khoan Fuji, bát Fuji anh em à. Ba cái khoan trên đây là Fuji thường. Này, ba cái khoan ngọn là Fuji thường nha. Còn dàn khoan từ lóng 2 trở xuống là Fuji Six nha anh em. Đó, từ dàn khoan lóng 2 trở xuống Fuji Six. Cây nào cây cần hãng của hãng Daiko anh em ơi. Daiko là hàng nội địa của Nhật nha. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần của nó là carbon. Cần nói chung khá là ok, có chạy nhưng mà không đáng kể đâu. Độ cứng số 3, 36. Rồi cái này mã cho anh em là 501 nha. Nặng 127 g, ngọn 1 ly 2, góc của nó là 14 nè. 501 giá 400.000. 501 giá 400k nha. Cái 502 là cây cần súp lỡ nè, dài 2m7 thôi. Độ cứng cây này tương đương là 20. Cây này nó có một cái nó bị lỗi nè. Nó bị lỗi cái gốc nè. Cây này anh em về xử lý nha. Anh em tháo ra, tháo cái chỉ này ra. Anh em sẽ quấn chỉ nè. Anh em vô keo đây một cái, vô keo cho làm cho nó mịn này, một cái quấn chỉ, quấn từ cái chỗ này nè. Quấn qua tới bên đây luôn. Xong rồi anh em gắn cái máy lên, gắn cái bát lên, rồi quấn thêm 3 lớp chỉ giữ cái bát này là ok, nhìn đẹp luôn. Là câu kéo vô tư luôn anh em. Đó nó hở nè. Cây chất liệu cần của nó carbon nha, đầu cứng 20, dài 2m7. Đó. Đầu cứng 20 dài 2m7 anh em ơi. Mấy lóng trong còn nguyên hết nha, chỉ có bị cái lóng góc này nó bị nứt chỗ này, gãy chỗ này thôi nè. Rồi 502.
nặng 152 gram, ngọn 2.7 góc 19 nha. 502 giá 200.000. Dặn cái tivi nhỏ nhỏ xuống con. Dặn tivi nhỏ nhỏ xuống. 502 giá 200.000 nha anh em. Tới 503 này cần ISO khen nhỏ này mà hãng Shimano nha. Cái này cái cần Shimano Holiday ISO độ cứng 35.4 made in Singapore nha. Khoan Fuji, bass Fuji. Độ cứng 35.4 made in Singapore. Cần thì đẹp mới. Cần đẹp anh em. Mới tin à. Cây này dành cho anh em câu bà, câu cá hành, cá cháp, cá giò, cá nâu, câu tay, chợ mái. Cái này mã cho anh em là 503 nha, nặng 305 gram, ngọn 1.8 góc 21. 503 giá 650. 503 giá 650. Tới 504 này cần ISO khoan nhỏ nha anh em. ISO khoan nhỏ. Khoan bass Fuji nè, độ cứng 25.4, cây này carbon 2 da nha. Carbon 2 da xoắn. Khoan Fuji, bass Fuji. Chất liệu cần của nó là carbon. Cần này rất là đẹp anh em ạ, mới nha. Mới tin nè. Cái này mã cho em 504 nha, nặng 267 gram, ngọn 1.8 góc 19. 504 này bán cho anh em 600.000, một cây cần carbon 2 da anh em, độ cứng 25.4. Hãng là hãng carbon rod của Nhật anh em. Cái này hãng carbon rod của Nhật nha. Đây. Rồi tới 504 giá 600.000. Tới 505 là ISO khoan lớn anh em, cái này hãng Alpha Taco. 505 khoan bass Fuji nha. Độ cứng 35.3 anh em ơi, độ cứng 35.3 made in Korea. Khoan Fuji, bass Fuji. Cần đẹp lắm, mới. Này có chày, nói chung cà kéo kéo vô anh em nó cũng hơi bị chày chày chút xíu, chả ảnh hưởng. Cần cũng khá là ngon á. Cái này Sea Fighter, độ cứng 35.3 anh em ạ. Cái này mã cho anh em 505 nha, nặng 326 gram, ngọn 2.5 góc 21, 505 giá 650. 505 này bán cho anh em 650 nha. Tới 506 nè, ISO khoan nhỏ, cây này dài 2.1 m, nó dạng giống như câu hai cá đa nè, ngọn mềm, dạng như câu tay chợ mái. Cây đầu cứng tương đương đầu cứng số 2 thôi, số 2 2.1 nha, dạng câu anh em câu bè, câu dạng ai cả đa nè, câu cá hành, cá giò, cá cháp, cá nâu nha. Cần ngắn, ISO khoan nhỏ ngắn nè. Rồi cái này mã cho anh em 506 nha, nặng 81 gram, ngọn 1.4, góc của nó 8.4 ly. 506 này bán cho anh em 300.000. 506 giá 300k nha anh em, 300.000. Tới 507 nè, 507 ISO khoan nhỏ là khoan bass Fuji nha, độ cứng 25.4. Chất liệu cần của nó carbon em. Hãng nó hãng carbon rod nha, carbon rod. Carbon xoắn vòng đẹp lắm. Ây da, xoắn vòng đẹp. Khoan Fuji, bass Fuji. Chất liệu cần của cần là carbon. Nói chung cần mới nè. Mấy cái này thì em đã chùi sạch sẽ rồi, còn cần rất là đẹp. Cái này mã cho anh em 507 nha, 507 nặng 197 gram, ngọn 0.7 góc 18 nha. 507 này bán cho anh em 430.000. 507 giá 430.000 nha. Rồi tới 508 này cây cần lua anh em. Khoan Fuji, bass Fuji, chất liệu cần là carbon nha. Chất liệu cần là carbon, mã 508. Dài 1m95 anh em ơi, lua là 5 đến 18 gram. Lực của cần là 6 đến 12 lb, made in Korea nha. Made in Korea. Khoan Fuji, bass Fuji. Sơn này sơn đen nhám nha, nhìn rất là đẹp luôn. Cái này Basro Action nha anh em. Đây. Dài 1m95. Cái này mã cho anh em 508 nè, nặng 106 gram, ngọn 2.3 góc 28.2 nè. Góc 8.2. 508 giá 450 nha. 508 giá 450. Tới 509 anh em. Khoan bass Fuji nè. Cái đít này em thay nha anh em, đít này thay cho nó nè, đít zin của nó không có nè mày, nó bị mất á.
mất nắp đít xin nè, em thay nắp đít này vô cho anh em, nhưng gần rất là đẹp nè. Cây này độ cứng 15 1.8, hãng gì nè, hãng God Feeling gì nè, hàng của Korea anh em, Hàn Quốc xuất Nhật nha. Ngọn cây này là ngọn sợi chỉ tinh, từ lóng 2 cho xuống là carbon nha anh em. Ngọn là ngọn sợi tinh, từ lóng 2 cho xuống là carbon, cần ngon. Cây này bỏ ba lô đi câu, đi bỏ ba lô đi đi câu ngon. Cây câu lua ngon. Câu lua nó nhỏ gọn, anh em muốn bỏ ba lô hay đi du lịch á thì lấy cây được nè. Made in Korea anh em, Made in Korea. Rồi cây này mã cho anh em là 509 nha, nặng 95 g, ngọn 20, ngọn 2 ly nha. Gốc 12.4. 509 này bán cho anh em 450. 509 giá 450. Rồi tới 510 nè, ISO khang nhỏ nè, cây này độ cứng số 1 3 m nha. Cây này là hàng là China xuất Nhật anh em ơi, khoang bát hãng. Khoan bát của hãng, hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Độ cứng số 1 3 m, chất liệu cần là carbon. Cần đẹp lắm, mới tinh nè. Cái này mã cho em 510 nha, nặng 128 g, ngọn 0.8 ly, gốc 15.6. 510 giá 300 ngàn, 510 giá 300 nha. Cái 511 anh em ơi, cây này cây cần đai qua, độ cứng 23 m nha, nắp đít dặn không ra anh em ơi. Anh em lấy em phải mở cái cao su này ra. Khoan buji, bát buji nha. Cây này thu gọn. Mấy cây ngắn này thu gọn ngắn thôi. 70 cm. Cây này thu gọn 70 cm, hãng đai qua nha anh em. Cái lóng gốc thì nó ở dưới đây anh em, nó có cái cục nhô lên, nó giữ cái lóng cái gốc lại. Anh em muốn lấy ra này phải giật mạnh ra là nó ra thôi. Đó. Chất liệu cần của nó là carbon nha. Ngọn là sợi chỉ tinh. Độ cứng 23 m. Đó, cần đẹp lắm. Mấy chùm cây này còn đẹp khoảng 80%. Cây này mã 511 nè. Nặng 278 g, ngọn 2.4 ly, gốc của nó 20.4. 511 này bán cho anh em 400 ngàn. 511 giá 400k nha, 400 ngàn. Rồi. Tới qua cái lô gần tay nha anh em, lô gần tay. Cây này cây 512 nè. Một cây cần tay lóng ngắn. Thu gọn của cần này là 43 cm. Dài 4.5 m nha anh em, carbon 2 da sắn, hãng Daiwa. Đây. Cần đẹp, carbon 2 da sắn. Cây này cứng nó tầm khoảng 3H thôi. Cứng 3H thôi, dành cho anh em thích câu câu suối, câu cảm giác thì lụm nha. Rút ra thì nói chung thẳng cần anh em, thẳng cần. Nhưng mà cái ngọn của nó hơi mềm, tại nó ít lóng, lóng nó nhiều á. Nó bảo trợ lóng với nhau thì rút ra rất là thẳng cần anh em. Nhưng mà cái ngọn của nó hơi mềm, cái ngọn của nó nhỏ nè, nhỏ hơi mềm. Cần nói chung là cây này còn đẹp khoảng 85% thôi. Ở đây qua 4.5 m. Cây này carbon wicker, carbon 2 da. Mã 512, nặng 107 g, ngọn 0.7, gốc 19.6. 512 giá 800 ngàn nha. 512 này bán cho anh em 800. Cái 513 nha. Cây này thì lóng nó dài rồi. Dài 1.05 m. Dài cái này 1.4 m nha, nhưng tính anh em 1.05 m nên cho tròn. Cây này là một cây cần dài 4.5 m nè, carbon sắn nha, chất liệu cần. Cây này nó là hàng của Korea xuất Nhật anh em ơi, Hàn Quốc xuất Nhật nha. Chất liệu cần là carbon. Nói chung cần đẹp lắm, mới tinh nè. Cây này cứng tầm khoảng 3H anh em, 3H nha. Ngọn cũng ok, hơi dịu một tí, nhưng mà ok, cây này ngon. Thân lóng nó nhỏ, bằng cái con tay cái thôi, nhỏ con lóng tay cái nữa. Cần đẹp anh em à. Cây này mã 513 nha, nặng 145 g, ngọn 0.8, gốc 14 anh em. 513 giá 550. 513 này bán cho anh em 550 ngàn. Tới 514 này cần tay nè.
cần tay lóng, cần tay ngắn là thu gọn này ngắn, thu gọn nó có 37 cm, dài 2m1 nha. Cây này hãng Nissin nha anh em, hãng Nissin nha, dài 2m1, cần đẹp, dài 2m1 anh em à, một cái cần hãng Nissin. Cây này cứng khoảng 2,5 hạt thôi, 2,5 hạt thôi. Nissin dài 2m1, đầu bu chống sắn nha anh em. Rồi, cây này mã là 514 nha. Nặng 25 gram, nhẹ dữ trời. Anh em biết đo có sai không mà sao, đúng rồi, cây này nhẹ lắm anh em. Nặng 25 gram, không biết chính xác không nhưng mà em sẽ đo cân lại cho anh em. Ngọn 0.6, gốc 11 anh em, gốc là cái chỗ này nha. Còn dưới đây nó bự hơn, ở đây chỗ này, gốc 11. 514 này giá 350 nha, 514 giá 350. Cái này 25 gram chắc, 25 gram nhẹ lắm, nhẹ tưng à. Rồi, 514. Tới 515 anh em. 515 cái này dài 39 nha, chất liệu cần là carbon. Cây này toàn tiếng Nhật, tiếng gì đâu không à. HD X gì. Hãng Alpha. Hãng Alpha King. Chất liệu cần là carbon anh em à. Ở đây nó còn dơ nè, anh em về vệ sinh chùi lại nha. Chất liệu cần là carbon, cần đẹp lắm. Để em coi nó cứng mấy. Cây này cứng nó tương đương tầm khoảng 3,5 hạt thôi, 3,5 hạt thôi. Rút cần ra thì thẳng cần anh em, rút thẳng cần nhưng mà nó chỉ cứng 3,5 hạt thôi. Rút ra cần nó thẳng anh em, không có cong nha. Cây này mã cho anh em 515 nha. Nặng 83 gram, ngọn 0.9, gốc 12,8 nè. 515 giá 500 ngàn, 515 này giá 500k nha, 500 ngàn. Rồi tới 516 nè. Cây này cây cần tay. Cây này dài của nó 4,5 m nha nè, hãng Daiwa. Dài 4,5 m. Chất liệu cần là carbon. Cây này cứng nó tương đương khoảng tầm 3 hạt anh em, 3 hạt thôi. Cần ok ngon. Cây này nói chung có chày dăm dăm. Đây, nhưng mà còn đẹp khoảng 85%. Cây còn đẹp khoảng 85% anh em. Đây. Cây này mã cho anh em 516 nha, nặng 114 gram, ngọn 0.8, gốc 12. 516 giá 500 ngàn. 500 ngàn anh em, 500 ngàn. Tới 517 nè. Một cây cần tay lóng dài, dài 3,9 m nha. Hãng của nó là hãng SSM Suzumi anh em à, Suta. Suta với SSM nó là cũng là một hãng anh em, nhưng mà nó chia ra hai hãng để nó xuất nhập anh em, nó cạnh tranh đó. Nói chung nó cũng là từ một nhà máy ra anh em, Suta với SSM. Dài 3,9 m. Dài 3,9 m. Độ cứng cây này tương đương là tầm khoảng 2,5 hạt nha. Cây này ngọn mềm, cứng 2,5 hạt anh em à. Ngọn mềm, chất lượng carbon thì tốt nha. Ngon. Đây, ngọn đây. Đây, tổng thể. Cây này mã cho anh em là 517 nha. Nặng 93 gram, ngọn 0.8, gốc 12. 517 này bán cho anh em 500 ngàn. 517 giá 500. Tới 518 nè, một cây cần tay. Cây này thì bên tụi Nhật anh em. Em xem. Cái gốc nó còn em mà, nhưng mà nó đây. Cái gốc. Nè, cái gốc. Cái này là cái gốc anh em, đúng rồi, cái này nó có nó là cái gốc nè. Nó quấn chỉ nè. Nó quấn chỉ từ đây xuống dưới đây nè, xong rồi ở đây nó có cái cục nắp đít. Nhưng mà bên Nhật nó tháo ra. Nó tháo ra xong rồi nó đổ cái góc này vô anh em. Nó đổ cái góc này vô. Nó tháo cái chỉ ra đổ cái góc này vô cho nó dài hơn anh em, nó dài hơn chút. Đây cho anh em xem. Nè, đổ hết chưa? Đổ vô. Nhưng mà cái góc thì nó vẫn còn thông số nha, cái này dài 3 m anh em. Dài 3 m vẫn còn thông số, câu kéo bình thường không lỗi. Đó, câu kéo bình thường không lỗi. Còn cái này cứng nè,
Cây này cứng nè, câu kéo ngon nè, dài 3 mét thôi. Ôi ôi. Cây này cứng ở tầm khoảng 3h 3h30 nè. Rút ra thẳng tưng đi cần. Cứng 3h 3h30. Ngọn to lắm. Cây này mã cho anh em là 518 nha. Nặng 58 gram, ngọn 1 ly 4, gốc 10 ly anh em, gốc 10 ly. 518 với 450. Rồi cây này bán cho anh em 400 thôi. 518 này bán cho anh em 400 ngàn nha. Cái 519 nè, một cây cần tây lóng ngắn, cây này hãng Daiwa nha. Liberty Club, dài 6m2. Made in China, hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em, có tem tiêu thụ tại Nhật đây. Chất liệu cần của nó là carbon. Dài 6m2 anh em à. Cần đây. Nói chung mới tinh nè. Cây dòng đời mới anh em, dòng đời cao mà. Carbon xoắn vòng đẹp lắm. Ờ, 6m2, cây này cứng nó tương đương tầm khoảng 4h anh em. Cây cứng tầm 4h nha, rút ra thẳng cần. Nó hơi cong nhẹ cái đầu chút xíu nha, cong từ cái lóng 2, lóng 3 nó cong nhẹ chút xíu thôi. Cong chút xíu thôi. Đầu cứng 4h anh em. Cây này còn đẹp khoảng 90%. Cây đẹp khoảng 90%. Đầu bu chống sắn anh em, đúng không ta? Đúng rồi, đầu bu chống sắn cho anh em. Đó, đầu bu chống sắn. Cái này mã 519 nha, nặng 236 gram, ngọn 0.8, gốc 25.5. 519 này giá 700 ngàn. 519 giá 700. Rồi tới 520 nè. Cái này cần tây, chất liệu cần nó là carbon nha. Cái này dài 1m8 thôi, made in China. 1m8 thôi nha. Độ cứng cây này tương đương tầm khoảng 3h nha. Cây này câu tôm ngon. Rồi cây này mã cho anh em 520 nha, nặng 26 gram, ngọn 0.6, gốc 12.5. Đo ở đây 12.5 anh em, còn đo mút trên đây nó sẽ lên tới 15 luôn á, 14 15 luôn á. 520 giá 200 ngàn. Tới 521 là gần tay lóng dài nha, dài 4m2 thôi. Hãng Olympic Made in Korea nha, hàng cho Hàn Quốc xuất Nhật anh em ạ. Ngoại hình thì nói chung là cũng khá là ngon. Đây, ngọn mềm. Cây này cũng ok anh em, cứng. Ngọn thì nó hơi dịu một tí. Cây này cứng tầm khoảng 3h 3h30, 3h 3h30 anh em. Chất liệu cần của nó là carbon xoắn vòng. Cây này mã cho anh em 521 nha, nặng 127 gram, ngọn 0.8, gốc 14.3. 521 giá 550. 521 là bán cho anh em 550. Cái 522 này cây cần tây dài 36 nè. Cây này hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Chất liệu cần là carbon. Hàng Trung Quốc xuất Nhật nha, chất liệu cần của nó là carbon nha anh em. Đây, có nắp này nó hơi lỏng. Đầu bu chống sắn cho anh em luôn. Cần đẹp. Đầu cứng cái này tương đương tầm khoảng 4h. Rút ra thẳng tưng đi cần anh em ơi. Rút ra thẳng lắm, thẳng tưng luôn á. Cứng 4h anh em. Dài 36. Rồi cái này mã cho anh em 522 nha. Nặng 109 gram, ngọn 0.8, gốc 16.3. 522 giá 300 ngàn. 522 giá 300k. Nè. Cái 523 cần tây lóng ngắn luôn. Cây này không đổi chiều dài ta. Nó mờ câm luôn. Chiều dài ở đây mà nó bị nó mờ, không thấy chữ luôn em ơi. Chất liệu cần là carbon. Thì 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng, 9 lóng, 10 lóng, 11 lóng, 12 lóng. Cây này dài, em thêm nghĩ nó dài 5m4 nè. Cây này dài 5m4, 12 lóng, 5m4. Đây, ngọn đây. Ngọn mềm. Chất liệu cần của nó là carbon nha nè.
cần nó cũng nói chung là còn đẹp khoảng 80%, có chày dăm dăm nha, đẹp 80% thôi. Cần nói chung khá là ngon, cây này cứng nó tương đương tầm khoảng 3 h 3 h rưỡi, cây này cứng 3 h 3 h rưỡi nha anh em. Cứng 3 h 3 h rưỡi. Rồi cái này mã cho anh em là 523 nha, nặng 210 g, ngọn 0.6 gấp 23. 523 này bán cho anh em 400 ngàn, 523 giá 400 nha. Tới 524 là cường tay dài 5m4 anh em, hãng siêu ta nha, tay lóng ngắn, này dính dơ thôi, giờ anh em vệ sinh lại nha, dính dơ đây, ngọn đây, cần đẹp lắm, mới tinh. Cây này còn đẹp khoảng 85-90%, đẹp 85-90%. Trời ơi, nó mới kìa, nó có bài dấu chày dăm dăm cũng đã đáng kể rồi. Cứng tương đương tầm khoảng 4 h nha anh em, cứng tương đương 4 h, cần đẹp lắm. Rồi cây này giá tốt nè, cây này mã 524 nè, nặng 191 g, ngọn 0.9 ly, gốc 21.2, 524 giá 450. Rồi tới 525 nè, 525 có bao, cây này dài 4m5 anh em, 525, hãng cây này hãng Huawei, hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em ạ. Con này ngọn mềm nha, cây này câu suối ngon, cây này câu suối ngon, chất liệu cần của nó là carbon, mới tinh nè, cây này rất là mới luôn. Cây này cứng nó tương đương là tầm khoảng 3 h thôi, 3 h thôi, nhưng mà cái ngọn nó hơi mềm nè, cái ngọn nó mỏng á, tại cần tay lóng ngắn thì nó bổ trợ từng lóng thì nó thấy cảm thấy nó cứ rút cái nó thẳng cần nè, nhưng mà cái ngọn nó mềm. Cây này câu suối ngon. Cây này mã cho anh em 525 nha, Made in China, hàng Trung Quốc xuất Nhật, nặng 107 g, ngọn 0.6 gốc 15.5, 525 giá 450. 525 này giá 450 nha. Rồi tới 526 là cần tay lóng dài, cây này là cần tay 9m nè. Cây này dòng đời cao nè, HVF nha. Cây này dòng đời cao nè, Made in Taiwan, hàng Đài Loan xuất Nhật nha, 9m, hãng Daiwa. Cần đẹp lắm, cây đẹp long lanh luôn. Nhưng mà cây này nó có cái lỗi nhẹ anh em về xử lý nha. Đây, anh em xem từng cây chỗ nào lỗi em sẽ báo. Nè, cái ngọn rất là to, ngọn trong sắn nè, ngọn to lắm nha. Cây này cứng lắm ạ. Cái lóng 1 nè, tới lóng 2 nè. Đó, tới lóng 3, lóng 3 lỗi nè. Nè, nè, anh em nhìn nè. Anh em thấy không? Đó, bị nứt nè, nứt tới đây nè. Nứt tới đây nè, nứt ngay cái chỗ gần tới cái màu đỏ nè, màu đỏ đây đúng không, nữa đau đen rồi, nứt đây nè. Anh em về một là cắt, cắt lóng, cắt lóng anh em, cắt lóng rồi rồi nếu mà nó vừa thôi, không vừa thì anh em phải cho miếng keo vô ngay cái chỗ cái lóng thứ hai, vô ít cái lớp keo mỏng đó là nó sẽ ok. Còn cái cách thứ hai anh em về là để zin vậy luôn, nhưng mà anh em quấn chỉ, quấn một cái lớp chỉ nha anh em, quấn một lớp chỉ mỏng ở đây, quấn từ đây xuống tới đây, xong rồi anh em vô keo, vô keo chỉ đó cho nó ốp lại giống như một cái dòng bảo vệ anh em, nó giữ lại là câu kéo bình thường luôn. Cây này nếu mà nó còn nguyên á nha anh em, nguyên á thì cây này nó rơi vào khoảng tầm cũng khoảng 2,5 triệu đến 2,8 triệu một cây, tùy đẹp xấu. Nhưng mà cây đẹp này thì rất là giá, nói chung giá cũng cắt cỡ cũng 2,6 triệu 2,7 triệu á. Nó tùy đẹp xấu. Cây này cứng nó tương đương tầm khoảng chắc cũng 4-5 h anh em. Cây cần tay 9m này cứng khoảng 4-5 h nha. Cần nói chung khá là ok á, ngọn rất là ngọn to nha, ngọn to, cần đẹp khoảng 90%, công nghệ HVF của thằng Daiwa, công nghệ đời cao quá nha anh em. Cây này mã cho anh em 526 nè, nặng 463 g, ngọn 2 ly, gốc 30. 526 này bán cho anh em 1,5 triệu nha. Cây này nếu mà nó nguyên lóng đó 2,6 triệu 2,5 triệu luôn, là nó chỉ bị hư chút xíu chỗ đó là bớt cả triệu bạc, gần nửa cái cần. Anh em thấy chưa? Nói chung cây này về anh em xử lý được là chơi vô tư, không trả anh lỏng gì đâu. Rồi 526 giá 1,5 triệu. Rồi anh em mà lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại trên nha anh em.
Rồi em cảm ơn anh em, hẹn anh em các video kế tiếp.